Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần Lộ Cận Tử. Trước khi đi vào cái phần thứ hai của cái Lộ Cận Tử thì chúng ta ôn lại một lần nữa để cho chúng ta có thể nắm bắt được những cái ý chung. Cái Lộ Cận Tử là một cái lộ mà cái lúc mình sắp lâm chung, sắp chết, sắp chết thì cái lộ cận tử nó sẽ diễn ra chỗ này, rồi tới đây đó, tới chỗ này nó sẽ là tử, sát cái chỗ này nó sẽ là sinh. Một sắc na tử và một chắc na sanh. Thì cái lộ cận tử mà nó nằm ở đây đó, chính đó là năm cái động tốc, năm cái ravana cận tử. Thật ra cái lộ cận tử này đó, nó đã diễn ra hàng trăm hàng triệu lần trước đó rồi. Nhưng cái lúc mình học cái lộ cận tử là mình học cái điểm sau cùng nhất. Thì khi mà cái tử nó diễn ra, chúng ta học cái lộ cận tử, như cái tử này nó diễn ra đó, nó lại chia làm hai trường hợp. Thứ nhất đó, chết rồi mà còn tái sanh, còn chết rồi đó mà không còn luân hồi nữa. Nó chia ra làm hai trường hợp. Thì vậy chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này đó thì chúng ta thấy nè, khi mà chết mà không còn tái sanh nữa là chỉ khi những vị đắc đạo quả A-la-hán, tức là đã thành Phật. Đã thành Phật rồi, tức là hoàn toàn diệt trừ cái ô nhiễm rồi, thì cái lúc nhập diệt đó, lúc viên tịch đó, thì không còn tái sanh nữa, thì cái lộ này khác. Còn ngoài ra đó, thì những cái hạng chúng sinh khác thì chết rồi còn tái sanh. Như vậy cái lộ mà chết rồi còn tái sanh, chết rồi để đưa đến tái sanh, thì chúng ta chia ra này này, đây là cõi dục, cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cái này nó là pháp thế gian. Chúng sanh luân hồi trong các cái cõi, tức là trong tam giới, nó thuộc về thế gian. Đó là trường hợp đây, trong cõi dục giới đây, trong cõi sắc giới đây, trong cõi vô sắc giới. Rồi bây giờ đó, khi những cái hành giả, những bậc tu tập mà ta hoàn toàn có thể là cắt đứt được tất cả cái đời sống phàm phu của mình, tức là dứt bỏ tất cả những cái luân hồi trong tam giới này rồi đó, thì sẽ đắc nhập vào dòng thánh, gọi là dự lưu, hay là tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba và tầng thánh thứ tư. Như vậy thì còn nữa thì chúng ta sẽ trong siêu thế. Siêu thế thì ba tầng thánh đầu, tức là tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và tầng thánh thứ ba, thì những vị này còn sanh lại, nhưng mà chúng ta không dùng cái chữ tái sanh, tức là người ta sanh lại nhưng mà đó là quá sanh trong cõi trời. Và những vị này quá sanh lại trong cõi, các cái cõi trời, tức là chúng ta có tất cả là 26 cõi trời.
và còn tái sanh lại trong cõi người. Cho nên quý vị thấy là khi thí dụ người ta nói là Phật đản sanh, chứ không có nói là được sanh ra hay là được tái sanh. Tức là những cái vị này có thể là từ cung trời, người ta có cái giống như là có cái nguyện là trở lại cái cõi người này để tu tập, để mà độ cho tất cả những cái chúng sanh trong cái thế giới ta bà này. Thành ra những cái phần mà nó thuộc về cái tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba này đó, thì cái việc mà hóa sanh lên cõi trời hoặc là có khi xuống cái cõi người này đó là chủ động. Nó khác, khác với mình ở chỗ đó. Và khi mà tái sanh vào cái cõi dục này đó, cõi dục này, cõi dục giới này, thì chúng ta có ba cái con đường. Con đường thứ nhất là sáu cõi trời. Con đường thứ hai là thuộc về cõi người. Và con đường thứ ba là bốn cõi khổ. Thì khi mà chúng ta được sanh ra làm người, và cái lúc mà chết á, mà được tái sanh vào cõi trời và được trở lại cõi người đó, rất hiếm, hiếm lắm. Nhiều lần quý vị cũng đã có nghe trong kinh điển Đức Phật nói rằng cái số người đó chỉ là hai cái sừng. Tức là số người mà sanh ra làm người để rồi được tái sanh lên cõi trời và trở lại cõi người đó, thì nó như hai cái sừng thôi. Còn tất cả đó, những người mà ở cõi người là khi thân ngoại mạng chung nó rơi xuống cảnh khổ như là lông trên thân con bò vậy. Và cái điều này đó, khi chúng ta nghe thì chúng ta khó hiểu, nhưng khi chúng ta học rồi thì chúng ta biết là rất là dễ hiểu, bởi vì đại đa số sẽ tái sanh làm ma. Như chúng ta biết đây là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Cái phần mà quỷ khổ đây là có ma và quỷ. Ma và quỷ thì cái phần này nhiều nhất rồi. Phần ra nhiều nhất. Tại vì á, cái việc mà cái con người mà biết đi được con đường tốt, con đường lành á, thì nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà không được tái sanh làm người cũng chỉ vì còn cái tình luyến ái đối với gia đình, đối với người thân của mình. Hoặc là luyến ái những cái mà mình đã tạo dựng được tốt đẹp ở thế gian này mà mình không muốn rời đó. Công danh sự nghiệp. Hoặc là một cái thói quen trong cái đời sống chúng ta đó. Là khi chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên và chúng ta ở bất cứ đâu, thì chúng ta đều bám rễ cái đời sống ở đến đó. Cái đó là cái khuynh hướng tốt, không phải là cái khuynh hướng xấu. Nhưng mà nó xấu ở chỗ đó, khi chúng ta bám rễ được rồi đó thì chúng ta không muốn rời đi. Bám rễ rồi thì cứ là trụ lại, trụ lại, càng lúc càng trụ lại. Mình nghĩ rằng bao nhiêu công sức mình đã đổ ra rồi, bây giờ đi tới chỗ khác phải bắt đầu từ con số 0 và không biết phải bắt đầu ở cái chỗ nào. Và vì vậy người ta không có muốn rời đi. Và cái đó nó ăn sâu và trong cái suy nghĩ và trong cái cảm nhận của mình. Cho nên cái giờ lâm chung, cái đó nó khởi sanh lên, thì chúng ta bám vào cái đời sống quen thuộc của chính mình, và như vậy sẽ tái sanh làm ma nhiều vô số kể. Đó là chúng ta nói về cái cõi dục. Và khi cái người nè, con người nè, khi mà chết mà tái sanh đến cõi trời, nó cũng là hóa sanh. Nó tái sanh vào cái chỗ ma hoặc quỷ khổ, nó cũng là hóa sanh. Cũng là hóa sanh. Đi vào súc sanh thì nó là thai sanh hoặc là noãn sanh. Tức là sanh ra
ở trong bụng mẹ rồi đẻ ra con, hoặc trong bụng mẹ đẻ ra trứng ấp rồi mới thành con, thì nó là thai sanh hoặc nõn sanh, là trong cái giới súc sanh. Và Atula này nó cũng thuộc về dạng quá sanh, và địa ngục cũng là quá sanh. Bây giờ chỉ một sát na sau, khi mà cái sát na tử nó khởi sanh lên rồi, thì cái sát na sanh nó khởi sanh lên, thì con đường hóa sanh chúng ta sẽ về cái cõi trời. Con đường hóa sanh có thể về cái cõi địa ngục, Atula, quỷ khổ, trong đó có ma và quỷ đói. Còn súc sanh là thai sanh và noãn sanh. Khi mà những cái vị hành giả mà tu thiền sắc giới, mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền, thì cái giờ cái người đó tử đó, lâm chung đó, thì sẽ tái sanh vào cõi trời. Hoặc là đắc thiền vô sắc giới thì khi tái sanh cũng tái sanh về cõi trời. Thì cái này đó là hóa sanh. Hai cái này đó, cái lộ tử nó đó, chúng ta sẽ học riêng. Bởi vì chúng ta phải hiểu là cái tâm của một vị hành giả khi người ta đắc thiền đó, thì cái trạng thái tâm của người ta, cái động tốc của người ta nó khác với lại những cái chúng sinh mà tái sanh còn sống trong cái cõi dục, chưa có đắc thiền sắc giới, chưa có đắc thiền vô sắc giới, nó khác. Cũng như mang một cái thân người, nhưng mà khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là một cái vị Phật, một cái vị Phật đấy rồi. Thì thân thể nhìn cái sắc dáng thì cũng là dáng dấp của một con người, nhưng mà những cái sắc pháp đó nó đặc biệt là giống như mình nói theo cái thời đại bây giờ đó, thì cái hàng đó thuộc về hàng siêu đẳng cấp, đặc biệt là cái hệ thần kinh. Còn cái người phàm phu đó thì cái hệ thần kinh đó, nó còn nhiều tạp chất ở trong đó, không đạt được như vậy. Còn về mặt tâm linh đó, thì trong suốt như kim cương. Còn những cái bậc khác trên con đường tu tập của mình đó, thì giống như là cái kim cương mà nó còn tạp chất, nó là như thế. Thành ra cái con đường rèn luyện của chúng ta đi trong nhiều đời, trong nhiều kiếp, để mà chúng ta loại bỏ những cái tạp chất đó ra. Và tạp chất đó ai cũng biết, đó chính là tham, sân và si. Nhưng mà nó hiện ra cực kỳ vi tế trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Mà nếu chúng ta không thấy biết, không hiểu được, rất là khó loại ra. Và đặc biệt đó là khi mà chúng ta sống cho đến mà mãn một cái kiếp sống, thì cái giờ lâm chung này sẽ là cái giờ mà gọi là cuối cùng. Cái quả gì nó sẽ trổ sanh trong tâm để nó đưa mình lên một cái kiếp sống mới. Mà mình có thể nói rằng là ngay trong cái hiện kiếp này đó, là mình đã hoàn thiện một kiếp sống. Hay là trong cái hiện kiếp này đó, là mình phá sản một kiếp người. Khi chúng ta phá sản một kiếp người đó, nó nằm ở chỗ cái suy nghĩ của chúng ta đó, nó khác nhau ở cái chỗ thế này. Nói một cách rất là vắn tắt thì cái nó khác nhau ở chỗ là khi chúng ta lấy tất cả những cái thành công ở trên cuộc đời này đó là làm cái đỉnh điểm mà chúng ta hướng tới, chúng ta phấn đấu tới, mà chúng ta lao tâm khổ trí để đạt được những cái thành công trên thế gian này. Rồi chúng ta coi cái đó nó là tất cả cái đẹp đẽ nhất trong cái kiếp làm người của chúng ta. Chúng ta dừng lại cái chỗ đó và chúng ta coi nó đỉnh điểm, thì như chúng ta đã học về tà kiến rồi, nó đúng cho pháp thế gian, mà chúng ta tưởng rằng nó là chân lý của tâm linh. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta đã có tà kiến, tức là chúng ta lệch hoàn bèn. Cái chữ tà kiến này nó có nghĩa là thay vì chúng ta đi con đường thẳng như thế này, bây giờ chúng ta lệch hoàn bèn, đi không đúng nữa, nó lệch lạc rồi. Hồi nãy sư cô có nói vậy, khi mà đẩy cái nắp hòm lại đó, là chúng ta phải hoàn thiện một kiếp người.
Nhưng mà chúng ta đó không có hoàn thiện một kiếp người là bởi vì chúng ta không lấy cái đời sống tâm linh của người, của cái sự tiến hóa về tâm linh đó là cái mà chúng ta phấn đấu vươn lên. Nhưng mà chúng ta đó, cái đỉnh của chúng ta đó nằm ở cái chỗ đó, là chúng ta đạt được những cái thành tựu của pháp thế gian, gia đình hạnh phúc, chồng vợ thuận hòa, yêu thương nhau, con cái nên người, thành công về xã hội, tiền bạc nhà cửa không thiếu kém ai, danh thơm tiếng tốt cũng đạt được rồi. Và đó là cái mãn nguyện, cái đỉnh điểm này. Và chính cái chỗ này, cái chỗ mà thành đạt này, mà nãy sư cô nói nó là cái sự bén rễ trong cái đời sống. Và đây là một cái khuynh hướng tốt, một khuynh hướng tự nhiên tốt ở chỗ chúng ta bén rễ tốt đẹp trong cái đời sống. Nhưng cái lệch một chút xíu á, là chúng ta coi nó là tới đó là đỉnh điểm rồi, là không còn một cái gì hơn được nữa. Cho nên chúng ta bám vào trong cái chỗ đó, bám vào chỗ đó, thấy nó đủ rồi. Và bao nhiêu đây đó đủ khi thân hoại mạng chung thì chúng ta rơi xuống cái cõi khổ làm à. Có khi là súc sinh để mà giữ sự thành tựu này, để mà lưu liếng sự thành tựu này. Nó lệch ra cái chỗ đó. Còn nếu chúng ta đó suy nghĩ rằng tất cả những gì mà chúng ta lao tâm khổ trí để thành đạt được ở trên thế gian này đó, nó là một cái sự huấn luyện để chúng ta đạt thành những cái hạnh lành trên cái con đường mà chúng ta ghé xuống thế gian này trong một kiếp người. Thí dụ như chúng ta đây đó có tiền có bạc giàu có được bởi vì chúng ta siêng năng, chúng ta chăm chỉ, chúng ta thông minh, chúng ta sáng tạo, chúng ta sống nghĩa tình mới được như vậy. Thì nó có hai cái. Một cái người ta nghĩ rằng là tất cả những yếu tố tốt đẹp này đó là một cái phương tiện để gặt hái thành công. Một cách. Cách thứ hai đó thì chính cái người mà có cái hành là hạnh lành này nè, dùng cái hạnh lành này làm cái phương tiện để gặt hái thành công ở đời đó, thì người này không có nói như vậy, mà người này nói rằng là tôi làm cho tất cả những cái hạnh lành này có cơ hội để phát triển. Còn nó thành công tới đâu thì cái quả nó tới đó, không phải là cái đích điểm tôi nhắm tới. Đích điểm của tôi nhắm tới là tôi phát huy những cái hạnh lành mà tôi có được. Vì thế hai cái khác nhau. Mình chưa nói cái xấu, mình chưa nói cái sai rồi, bởi vì nó thuộc về quế nhiễm. Mình nói cái tốt, cái chân chính, cái đứng đắn. Người ta dùng cái phương tiện chân chính đúng đắn này để đạt được những cái thành quả ở thế gian. Con đường đó vẫn là hời hợt, và con đường đó vẫn có thể bị gãy đổ. Bởi vì khi mình đầy uy tín như thế này, mà đôi khi đó mình muốn cái thành tựu cao hơn, mình sẵn sàng lệch đi một tí để nó đạt được. Vì bất ngờ người ta không nghĩ mình xảo trá như thế. Nhưng một chút xảo trá thôi mình có thể thành công cao. Thì đó là cái người mà dùng cái hạnh lành của mình để đạt đến sự thành công. Nhưng không phải lúc nào cũng dùng đến hạnh lành. Khi mà những cái tham muốn và cái gọi là cái mục tiêu mà mình đặt ra đó là những cái thành công ở đời này, nó sẽ đầy cám dỗ và nó có thể làm khuynh đảo trong tâm của cái người này. Thật ra những cái mà chúng ta phát huy được là chúng ta sử dụng nó là phương tiện. Còn cái người mà tu tập á thì coi á, cái việc chúng ta cần phải có một cái gia đình an vui hạnh phúc, cần phải dạy dỗ con cái nên người, cần phải làm việc để mà giữ cái uy tín của mình cũng như cái hạnh lành của mình để cho mọi người ta có thể tin tưởng vào mình có thể thành công ở đời, thì người ta coi cái đó là một cái cơ hội để cho tất cả những cái hạnh lành này được phát sinh lên, được trui rèn, được làm mạnh mẽ, được làm mở mang ra. Hai cái đó khác nhau, không giống nhau.
Cho nên nó mới sinh ra cái chuyện này. Sinh ra cái chuyện là khi mà để đạt được cái sự thành công ở đây thì người ta có thể đi bằng cái con đường chân chính. Và đồng thời đó, người ta cũng có thể đi bằng cái con đường tà gian. Người ta vẫn thể đạt được cái sự thành công. Nhưng mà cái này, cái tà gian này là cái ác nghiệp. Còn cái con đường chân chính này nè, mà khi mà nó lấy cái sự thành công ở thế gian này nè, cái pháp thế gian này, làm cái đỉnh điểm đó, thì có khi nó cũng có thể cộng với cái sự lệch lạc. Và cái điều không thể nào mà nói không có. Còn khi đó, một người tu tập đó, thì người ta coi này, cái con đường chân chính đi đến thế gian để đạt được sự thành công, thì đây không phải đỉnh điểm, mà cái đỉnh điểm nó đó, nằm ở chỗ đó. Cái người này nè, lấy cái sự chân chính là đỉnh điểm để phát triển đời này. Thì hiểu cái khác nhau chưa? Thấy khác nhau không? Mình đi con đường chân chính đàng hoàng để mình đạt được thành công ở thế gian. Mục tiêu mình nằm ở đây, thì nó sẽ có cộng với sự lật lạc. Mình không nói cái sự tà gian, cái ác nghiệp ở đây, mình không có nói. Chỉ khi nào cái người này lấy cái sự chân chính là cái đỉnh điểm trong kiếp người của mình, thì đây mới là con đường tu tập. Và cái con đường đó mới là cái con đường mà chúng ta hoàn thiện một kiếp người. Thành ra cái con đường luân hồi, khi đã xác định như vậy thì nói là những cái chặng đường tiến qua. Và những cái vị này đó, khi mà chúng ta đọc trong trưởng lão ni kệ hoặc trưởng lão tăng kệ, ta thấy cũng có người đi lên rồi sụp xuống, chứ nó không đi tam cấp. Tức là không phải mỗi cái kiếp nó lên một cái tam cấp mà nó có thể sụp xuống. Nó sụp xuống là do cái gì? Nó sụp xuống là do trong tiền kiếp của những vị này đó, là những cái pháp bất thiện này nó quá lớn. Đến khi mà nó vào trong cái hiện kiếp này đó, đây là cái kiếp cuối đó, thì những cái lớn này nó có thể trổ sanh vào đây. Nó có thể hủy hoại một kiếp này, hủy hoại một kiếp tới, hoặc trong hiện kiếp này hủy hoại một cái đoạn đời, một cái phần đời của người đó, rồi cuối cùng mới thành tựu. Nhưng mà những vị đó, những vị hành giả đó, người ta thành công là bởi vì ta đã xác định một cái con đường. Họ này thì thấy khác nhau chứ. Cho nên mình mới hỏi vậy nè. Tại sao bà Vi-xích-khá lại có tới 20 người con mà không dính mắc gì cả? Và cái đời cư sĩ của bà đó là phải nói là một cái đời cư sĩ rất là thuần thành. Không có một cái buổi phỏ bác quan trai nào mà vắng mặt bà. Không có cái buổi thuyết pháp nào của Đức Phật ở tại nơi cái trú xứ của bà mà bà vắng mặt cả. Bởi vì cái chuyện mà bà có con, có chồng, có một cái đời sống mà êm ấm, mình cai quản tất cả như ý muốn đó, đây không phải là đích điểm của đời bà. Mà bà lại tiếp tục sử dụng những cái pháp thiện lành của bà để mà giống như là cái con đường trợ duyên lẫn nhau trên đường luân hồi. Cho nên chúng ta mới hỏi tại sao kiếp cuối của một cái vị Phật mà lại có thể sanh con nhiều đến như vậy, có một cái gia đình sung túc như vậy, là bởi vì tất cả con cháu của bà đó cũng đi con đường của bà. Bà chính là cái người thầy tế độ tất cả con cháu của mình vì bà đi con đường này. Chứ bà không lấy
cái sự thành công này là đích điểm, mà con đường này là con đường đích điểm của bà. Cho nên khi bà rời khỏi gia đình cực kỳ nhanh, không có một chút vướng bận nào cả. 20 người con, và khi 120 tuổi bà tịch thì con trai con cháu tính ra hàng ngàn chứ không phải con số hàng trăm, nhưng không có vướng mắc. Bởi vì tất cả là những người đệ tử của bà, những người mà phước duyên lâu dài đến để mà trợ duyên, nó không phải là trở ngại. Cho nên khi chúng ta chọn cái con đường mà chúng ta nuôi dưỡng cái sự chân chính, nuôi dưỡng cái hạnh lành của mình, thì đây là con đường tiến hóa về tâm linh. Cái này ngay khi mà một cái người đã xuất gia rồi đó mà không có chọn được cái con đường này đó, cũng có nhiều chứ không phải. Cho nên người ta xuất gia lâu năm thì về cái pháp thế gian thì nó có những cái thứ bậc của nó. Thứ bậc đó nằm trong pháp thế gian. Còn cái tiến hóa tâm linh nó nằm trên cái con đường phát triển về tâm linh. Nó đi từ cái chỗ pháp thiện ở thế gian này, nó đi lên những cái tầng cấp của nó. Và cái sự thành tựu thế gian này nó chỉ là một cái phương tiện, một cái cơ hội mà để làm cho những cái pháp chân chính này được phát triển. Thì cái giờ ra đi của những cái vị này cực kỳ nhẹ nhàng. Bởi vì trong hiện kiếp người ta biết phải sống như thế nào, phải làm như thế nào. Rồi khi hoàn thành một kiếp sống này thì ta sẽ bắt đầu một kiếp sống như thế nào đã rõ. Giống như khi mình ổn định cái công việc của mình rồi đó, thì sau một ngày mình làm việc mà mình cảm thấy rằng công việc đã hoàn tất, đã chu đáo rồi, thì chúng ta ngủ ngon giấc và ngày mai chúng ta biết việc bắt đầu sẽ là cái gì. Không có sự xáo trộn ở trong tâm. Và chỉ có những cái việc làm đã được xếp trước là phải làm gì để cho mọi việc càng lúc càng tốt hơn. Cho nên những vị này làm những cái pháp thiện, nhưng mà pháp thiện ba la mật. Càng lúc những cái ba la mật nó càng sâu sắc hơn, nó càng rộng lớn hơn, và cứ thế mà bình an, không có gì cả. Còn nếu không nó sẽ xáo trộn trong tâm. Chúng ta thấy nha, đây là chuyện cũ lặp lại, nhưng mà lặp lại để mà minh chứng cho cái việc mà chúng ta nói đây. Như chúng ta biết, Đề Đà Bạt Đa đã có ngũ thông. Đã có ngũ thông đây, tu đắc ngũ thiền có ngũ thông đây. Cái người này đó khi thân hoại mạng chung đó thì sẽ tái sanh vào trong cái cõi trời. Vào trong cái cõi trời sắc giới. Vậy không? Nhưng mà cái vị này á, trong tâm đó, nó hướng đến cái pháp thế gian. Cái pháp thế gian đó là sao? Là cái thứ nhất đó, mình phải ở vào trong cái vai trò giống như tăng thống vậy, thì mới xứng với lại cái năng lực của mình. Và mình tổ chức một cái tăng đoàn đó, nó không giống như cái tăng đoàn của cái vị thầy của mình. Là thay vì thầy sáng dẫn trời để bưng cái bình bát cấp tịch cực khổ vất vả, mà cái ngày hôm đó biết người ta có cúng hay không, mà cúng nhiều hay cúng ít, cúng ăn được không ăn được, đi tu vậy khổ, có nhiều người không đi. Bây giờ phải tìm một cái phương tiện gì mà làm cho tất cả những người xuất gia đó cảm thấy rằng nó rất dễ dàng, nó tràn đầy phước báo mà bên ngoài không có được. Cho nên là đã tìm cái cách đó để mà chinh phục Asatthế, và làm cho cái vị này đó giết cha mình sớm chừng nào tốt chừng đó để lên ngôi. Và khi lên ngôi thì cung phụng cho cái vị này,
để mà tất cả những người muốn xuất gia đó mà sung sướng đó thì hãy đến cái tăng đoàn này, bởi vì muốn ăn cái gì có cái đó, muốn mặc cái gì có đó, muốn xài cái gì có đó, muốn gì có đó, chỉ tu mà thôi. Ngay cả hàng cư sĩ cũng nghĩ rằng tại sao mình phải vô chùa cực khổ như thế, vất vả thế, còn bị đập tới đập lui, soi qua xuyên lại, rồi đi vào thiền viện thiếu thốn cái này thiếu thốn cái nọ. Tu mà mình có phước, mình có đầy đủ phương tiện mà, nhà tu sướng quá, thay vì ngồi trong cái thiền viện đó nó nóng đổ lửa ra rồi cái tâm mình cứ nhấp nha nhấp nhõm, mình không có tu được. Lớp thì mũi cắn, lớp thì rệp cắn, bò cạp đôi nhiều khi cũng không có biết được. Thế tại sao phải khổ vậy? Tâm nó bất an sao tu? Ở nhà mở máy lạnh lên thoải mái tu thành công. Thưa quý vị, cái điểm cốt lõi của cái chỗ này không phải sự hưởng thụ đầy đủ có thể đưa chúng ta đến đỉnh cao của tâm linh, không phải. Mà tất cả chúng ta phải nhận ra phước báu của mình có bao nhiêu, mình tiếp nhận bấy nhiêu. Vì chúng ta sinh ra trong cái hiện kiếp này là chúng ta đón nhận tất cả những quả thiện và quả bất thiện của chúng ta. Chúng ta không học được bài học nhân quả này là cái bài học đưa sự tiến hóa về tâm linh, mà chúng ta chỉ muốn gì? Muốn thọ hưởng đầy đủ, để từ sự thọ hưởng đầy đủ này mà an lạc để tiến hóa. Thưa quý vị, không. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đã thất bại khi mà cái người tu này nè không có lấy sự chân chính làm cái căn bản cũng như làm đích điểm của đời mình, mà lấy sự thành công ở đây, dùng pháp thế vậy. Nên quý vị thấy nha, bây giờ để chỉ cho quý vị thấy nè. Những người mà làm ăn lớn hoặc muốn thành công đó thì bao giờ người ta cũng nói giống nhau thế này: chỉ có cái tiệc rượu mới giải quyết dễ dàng thôi. Và bên cạnh cái tiệc rượu đó còn những cái thú vui thọ hưởng khác, mà muốn ký cái hợp đồng này đó thì phải để cho đối tác của mình đó được hưởng tất cả những thứ đó. Vì khi người ta được ăn uống thỏa mãn như ý muốn, có một chút men rượu vào, có một chút sắc dục vào, thì tâm người ta muội lửa. Còn nói theo pháp thế gian đó, khi người ta được thỏa mãn thì người ta sởi lởi, người ta rộng rãi, cho nên người ta sẵn sàng ký cái hợp đồng này. Đi trong cái cảm thọ đó, người ta bớt cái sự sáng suốt lại. Cho nên người ta mới dùng tiền, người ta mới dùng vật thực, người ta mới dùng nhà cửa xe cộ, dùng mọi thứ khác để mua cái tâm con người, để xóa sổ cái sự sáng suốt, để xóa sổ cái sự lương thiện này, để dùng tất cả những cái tám dỗ thuộc về thụ hưởng đó để vùi lấp cái kiếp người của người này, bởi vì họ đi trong pháp thế gian. Còn khi cái người mà vững tâm trên cái đường tu tập mình rồi thì tất cả những cái thứ đó không cám dỗ được. Và hãy nhìn lại trong tâm của mình, những khi mình bị những cái đó thì mình hiểu đó là pháp thế gian. Ai cũng muốn con đường chân chính, nhưng pháp thế gian mạnh quá cho nên nó có sự lệch lạc. Đó là điều không thể tránh khỏi khi mà chúng ta đặt cái đích điểm của đời chúng ta khác nha. Thì như vậy, cái giờ lâm chung ở đây, cái phần mà nó thuộc về tà gian, nó thuộc về ác nghiệp, cái phần về lệch lạc này nó lại rất mạnh. Tại sao vậy? Vì nó đầy cám dỗ. Và cái người sanh ra ở cõi dục đó thì vốn của nó, tức là gốc của nó, là bản năng của nó là thọ hưởng. Bản năng của nó là thọ hưởng. Nó thọ hưởng cho đến như vậy quý vị. Bà vợ dạy mấy đứa con và nó không ghen,
Bà nói anh ơi, mấy đứa nhỏ nó nghe anh nên làm ơn nói một tiếng giùm cái coi. Không, không bao giờ nói. Tại sao vậy? Để nó thương mình. Tại sao nói nó nghe? Tại vì nó xin má ơi cho cái này, má nói không được, vụ này không được đâu nghe. Không được, học hành cho đàng hoàng, được vậy mới thưởng được. Nhưng lại nói ba ba con cho cái này, được được, muốn gì con đó hết. Bây giờ cái người cha này cũng mua cái tâm của con và không dám đụng chạm tới nó. Để làm chi? Để nó thấy rằng đó là đến với cha nó thì cái gì cũng được cả. Như vậy người này cảm thấy ấm áp rồi. Bây giờ nói ra mít lòng thì thấy chưa? Thấy cái tâm mình nó xấu không? Thấy nó hèn không? Thấy nó thấp kém không? Vì một lời nói phải với con không dám nói, mà chỉ nuôi dưỡng những cái thuộc về cái dục lạc của con. Và chúng ta đây ở đời đó, chúng ta không dám thẳng thắn cũng chỉ bấy nhiêu đó. Và chúng ta đi ăn mài một cái tình cảm, một cái tiếng khen của người khác, để chúng ta đây đó phải chấp nhận sự lệch lạc. Cho nên là sống ở đời mà nói rằng không có sự lệch lạc thì không thể nào không có được. Nhưng khi chúng ta đi vào con đường tu thì chúng ta coi cái sự lệch lạc của mình đó, vì cái gì? Ta tạo biết bao nhiêu ác nghiệp đi vào con đường này cũng chỉ thế mà thôi. Hai người vụng trộm với nhau, có một đứa con. Đứa con nó càng lớn nó càng giống cha. Mà cha nó thì bây giờ sắp cưới vợ, và cha nó thăng tiến trên đường quan tước. Nếu cái chuyện này nó lộ ra thì làm sao cưới được vợ, làm sao thăng tiến trên con đường quan tước. Cho nên buộc cái người tình của mình phải giết đứa con của mình. Và nói rằng người này không giết thì anh ta sẽ giết mẹ của người này. Cô này mới nói hết sự thật cho mẹ. Mẹ nói rằng con không được giết con của mình. Nếu con vì mẹ mà con giết con của con á, thì mẹ thà tự giận mẹ chết còn hơn là để con giết con của con. Nhưng cái hậu quả sau cùng đó, người mẹ tự giận chết mà đứa cháu ngoại vẫn phải chết. Để làm gì? Để phục vụ cho cái mà cha nó hướng tới đây, đó là cưới được một người vợ mới và đồng thời được thăng quan tiến tước. Đó là con đường của tà gian, đó là con đường của ác nghiệp. Chứ nó không từ một cái sự lệch lạc ban đầu, nó đi đến sự tà gian và ác nghiệp. Thì những cái này vào cái lúc thông ngoại mạng chung, những cái cảnh này nó sẽ khởi sanh lại. Và như vậy con đường tái sanh nó sẽ đi xuống. Thì thấy rõ chưa? Cho nên đừng có tưởng rằng đó là cái giờ cuối cùng ở trong cái cuộc đời của mình á, mình cứ làm cho nó tùm lum đi rồi giờ cuối cùng tới đây đó mình sửa chút xíu là xong. Không có. Nó mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ lắm. Vì chúng ta thấy này, cái dòng chảy của nghiệp nó suốt trong cái luân hồi, và trong cái hiện kiếp này nè, nó chảy suốt ngày đêm trong cái tâm thức của chúng ta. Một ngày quý vị ngủ bao nhiêu tiếng thì cái dòng nghiệp quá khứ nó vẫn hoạt động trong tâm. Khi nào mà các cảnh thuộc về ngũ môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không cắt ngang, dòng hộ kiếp vẫn trôi chảy. Khi nào lộ ý không khởi sanh thì nó vẫn trôi chảy. Như vậy dòng nghiệp quá khứ vẫn trôi chảy ở đây. Làm sao mà cái giờ lâm chung này dòng nghiệp quá khứ lại không thể mạnh mẽ lên được? Cho nên chúng ta nhìn thấy cái này để chúng ta biết trong hiện kiếp đời chúng ta hướng về đâu. Chúng ta hướng về sự chân chính hay chúng ta hướng về cái sự thành đạt thế giới? Xem xét lại đi.
để chi? Tránh sự lệch lạc, để tránh cái sự tà gian, để tránh ác nghiệp. Còn nếu không, bất cứ giờ phút nào cũng rơi vào được hết. Cho nên người Việt Nam mình nói là 70 chưa gọi là lành. Cho nên báo đăng bắt được những cái người mà trên 70 tuổi, sắp sửa 80 tuổi rồi mà vẫn đi buôn ma túy, vẫn đi lường gạt người khác, thì người ta không thể nào có thể nghĩ ra là một cái người mà nó gần đất xa trời như vậy mà vẫn đi vào cái con đường của ác nghiệp. Người ta thấy không có cái đó, đời ta trống rỗng. Thấy không cái đó là cuộc đời ta vô nghĩa. Cho nên quý vị thấy không? Tự tử chết vì tình, tự tử chết vì mất tài sản, tự tử chết vì bị lừa đảo. Vì sao vậy? Người ta coi pháp thế gian là tối thượng. Chúng ta hãy xem xét lại mình, coi mình lấy pháp tối gian làm tối thượng, hay mình lấy tất cả những hạnh lành trên đường chân chính là tối thượng. Xác định được hai cái điều này thì cái giờ lâm chung của chúng ta, cái lực nào mạnh lực đó thành. Thì rõ chưa? Chứ không phải mình chỉ có duy đó là tụng niệm, không phải chỉ có duy hành thiền, không phải chỉ duy có nghe pháp, mà hãy xác định rất rõ ràng trong tâm của chúng ta. Sự xác định này mạnh lắm, và nó ảnh hưởng rất lớn trong cái dòng chảy của cái pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm chúng ta. Và khi chúng ta xác định được như vậy thì có nghĩa là những cái dòng chảy này nè, nó càng lúc nó sẽ càng tăng trưởng trên cái con đường luân hồi của chúng ta. Còn không xác định được thì chúng ta sẽ thấy là cái con đường của pháp bất thiện nó sẽ lấn chiếm. Hãy xác định đi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái lúc những người mà mất, người hành giả mất trong lúc mà đắc thiền này, thì phần lớn người ta hóa sanh lên cõi trời. Nhưng mà khi người ta không xác định được cái đời tu của người ta, cũng như không xác định được sự tiến hóa tâm linh của chính mình, thì con đường ác đạo mà rơi xuống địa ngục vẫn xảy ra. Thì thấy rõ chưa? Vẫn xảy ra chứ không phải không thể là. Không phải chỉ riêng mình làm người mà chưa đắc thiền mới bị cái chuyện này, mà ngay cả người đắc thiền rồi có khả năng sanh lên cõi trời vẫn có thể đọa địa ngục. Vì không xác định cái đó. Chúng ta nhìn lại trên cái dàn bài này, thì cái lộ ngũ cận tử và lộ ý cận tử, hai cái này nó khác nhau á. Thì cái lộ cận tử thì nó, lộ ngũ cận tử thì nó dài, lộ ý cận tử thì nó ngắn. Nó dài là vì sao? Vì khi cái dòng hộ kiếp chúng ta trôi chảy thế này đó, thì khi mà cái cảnh này nó chiếu xuống, cảnh này là cảnh cận tử, đây là cảnh trong giờ sắp chết, thì nó có cảnh nghiệp, tức là những gì chúng ta đã gieo xuống bằng suy nghĩ, bằng lời nói và bằng hành động, thì cái cảnh nghiệp nó sẽ tái sanh, đưa đến tái sanh. Cảnh thứ hai là nghiệp tướng. Khi mà chúng ta tạo tác cái nghiệp này bằng ý, bằng khẩu, bằng thân, mà nó có liên quan tới cái gì? Bây giờ chúng ta thấy cái liên quan đó, mà cái liên quan đó nó sẽ xác định được cái nghiệp này, thì gọi là cảnh của nghiệp tướng. Và cái thứ ba là cảnh của thú tướng, tức là cái cõi sẽ tái sanh. Sẽ sanh ra làm gì? Ở đâu? Một trong ba cảnh này nó chiếu trong cái giờ lâm chung của chúng ta. Và khi mà nó chiếu vào trong giờ lâm chung vậy đó, đây, chiếu vào trong giờ lâm chung, thì một trong ba cảnh này
khi nó chiếu vào đây, chiếu rất là nhiều lần, chiếu rất là nhiều lần, chiếu rất là nhiều lần, cho đến cái giờ cuối cùng này nè, giờ cận tử cuối cùng này để đưa đến tử đó, thì cái này giống như là nó xác định cái đỉnh cuối cùng của nó. Thì ngay chỗ này nó có một cái việc nó xảy ra thế này. Thứ nhất, khi mà nó chiếu vào những cái phần mà chưa phải cái cận tử này, chưa phải là cái điểm cuối cùng của nó đó, thì những cái này nó có thể thay đổi là một điều. Cái thứ hai, ngay cái nghiệp này, ví dụ giờ đây nó chiếu xuống đây là cảnh nghiệp, thì cái cảnh nghiệp này nè, nó vẫn có thay đổi. Vì khi chúng ta nói cảnh nghiệp thì nó có thiện và nó có bất thiện. Hai cái này nó có thể thay đổi nha. Và trong cái nghiệp tướng này, cũng như trong thú tướng này, nó vẫn có thay đổi. Và cái thay đổi này chính là một cái thay đổi nó thuộc về phước. Chúng ta làm nhiều phước thiện, nó sẽ có cái lực rất mạnh. Chúng ta tu tập để có phước trí, hai cái này nó hợp thành cái lực. Mà cái giờ mà chúng ta cận tử đó, thì những cái quả nghiệp này, nó từ vô lượng kiếp, nó dồn về đây, chứ không phải chỉ trong hiện kiếp. Nghe không? Khi nó dồn xuống cả hai cái năng lực này. Nhưng mà nếu cái năng lực thiện và thiện trí của mình mạnh, thì những cái năng lực xấu, trong những cảnh nghiệp xấu, nghiệp tướng xấu nó khởi lên, thì lại thay đổi thành cái tốt. Nó thay đổi thành cái tốt này, mà nếu mà nó nghiệp xấu, quả của nghiệp xấu mạnh nó, thì nó thay đổi cái tốt thành cái xấu. Tức là pháp thiện duyên với pháp bất thiện, pháp bất thiện duyên với pháp thiện, cho đến cái điểm cuối cùng của nó, luôn luôn nó có sự thay đổi. Và vì cái lẽ đó mà chúng ta mới nói thế này, là cái giờ hấp hối nó kéo dài, thì chính cái giờ đó mình là cái người thân của cái người ra đi, mình là con, là cháu, là người hôn phối, là bạn bè, là những cái người mà có cái gắn bó với nhà, thì đây là cái lúc mà chúng ta đây tặng cái người sắp lâm chung đó tất cả cái tình thương yêu đích thực của chúng ta. Tình thương yêu đích thực đó nó sẽ nằm ở cái chỗ đó, là cái giờ đó chúng ta đây nếu khóc thương thì nó nằm trong quấy nhiễm, mà chúng ta dùng đặng cái tốt nhất á, là khi đó chỉ có những cái pháp thiện và thiện trí là thôi. Như vậy tâm chúng ta bình an, tâm chúng ta sáng suốt, chúng ta đây có thể niệm một cái bài kinh ngắn, hoặc chúng ta niệm Phật, hoặc chúng ta hành thiền, chúng ta tạo một cái từ trường tốt để cộng cho cái người này trong lúc lâm chung. Mình có một cái suy nghĩ rằng là cái giờ người này sắp lâm chung đó, thì mình tập hợp lại rất là nhiều để cho nhìn mặt lần cuối. Hiểu này chưa? Thì cái nhìn mặt lần cuối đó nó có hai thứ. Một cái thứ là do cái người này là khát khao được nhìn thấy người thân mình lần cuối cùng, bây giờ trông thấy rồi mãn nguyện ra đi. Cái sự mãn nguyện ra đi này đó làm cho cái người sống cũng yên tâm, mà cái người chết vẫn yên tâm. Nhưng sự mãn nguyện này nó sẽ tỏa làm hai nhánh. Một nhánh sau khi thấy xong rồi đó, mãn nguyện rồi nhưng có tiếc thương không là một lẽ không. Bởi vì nó diễn ra cực nhanh mà. Mà cái mãn nguyện này nó khó mà nằm trong pháp thiện lắm, mà nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, hoặc là nó nằm trong cái tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, vì nó thỏa mãn cái tình lưu luyến nằm chỗ đó thôi. Bởi vì khi thấy những người đó thì nó sẽ có liên quan đến việc
có liên quan đến nghiệp luôn. Và những cái này thì có thể cái người này sẽ ra đi trong lộ ngũ. Còn nếu như cái giờ đó chúng ta tập hợp được mà thanh tịnh, để mà những cái pháp thiện trong tâm của những người này nè làm thành cái từ trường tốt hơn, thì vậy khác. Mà chúng ta có làm được không? Là một vấn đề. Vì không phải ai cũng làm được. Cho nên cái giờ khắc mà ta sắp ra đi đó cực kỳ quan trọng. Trợ duyên hay không trợ duyên, giờ này mới là cái giờ đích thực nói rằng mình thương cái người đó bằng cái gì. Thương bằng cái sợi dây mà thân thiết với nhau đó, là gắn bó với nhau đó, là phần nhiều. Chứ không phải thương nhau bằng cái từ bi là chủ yếu. Khó lắm, cho nên khó lắm. Và như vậy khi cái người này nó bắt cái cảnh mà nó hiện ra trước mắt, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi cái mùi quen thuộc, lưỡi có thể nếm cái vị, thân có thể xúc chạm, nắm tay cái người đó trong cái giờ lâm chung mà nó kéo ra như vậy, thì cái người này có thể tái sanh bằng lộ ngũ. Thì quý vị thấy nó đi nè, nó đi trong cái thứ nhất là cái kháng ý môn này, nó thuộc về di tác. Đây cái thứ hai là quả song thức, tiếp thọ là quả, quán sát là quả, 1, 2, 3 quả thiện hay bất thiện phát sanh lại. Và phần kháng ngũ môn là di tác, phân đoán đây là di tác, tức là nó hành động mà nó không có tạo cái quả nghiệp. Thì hai cái này, cái đoạn này nó đi, nó đi vậy. Nếu mà chúng ta đếm con số nè, 1 kháng ngũ môn, 2 ngũ song thức, 3 tiếp thọ, 4 là quán sát, rồi nó mới mở cửa cái lộ ý môn bằng cái tâm phân đoán. Thì nãy sư cô nói là cái lộ ngũ nó dài hơn lộ ý. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4. Còn cái lộ ý đây, bắt đầu lộ ý môn đây, thì chúng ta sẽ thấy là nơi đây là kháng ý môn. Mà sư cô có nói nhiều lần rồi, trong lộ ý tên nó là kháng ý môn, trong lộ ngũ cái tên nó là phân đoán. Thì cái dòng hộ kiếp nó trôi chảy thế này, kháng ý môn xuất hiện thì nó mở cửa liền cái lộ ý. Và những lần trước khi mà chúng ta học đó, chúng ta hiểu rằng là tất cả lộ ý môn đều là khởi đầu, nhưng mà xin lỗi, tất cả lộ ngũ môn đều là khởi đầu, và tiếp theo cái lộ ngũ môn đó bao giờ cũng là một cái chuỗi của lộ ý. Như vậy cái lộ ngũ môn mà thuộc về loại nhãn, loại nhĩ, loại tỷ, loại thiệt, loại thân, thì khi nó khởi lên rồi đó thì đằng sau nó bao giờ cũng là lộ ý. Và ít nhất của nó là 4 lộ ý, chúng ta đã học rồi. Như vậy thì chúng ta nhìn này, lộ ngũ thì cái khai mở cái lộ ngũ cũng là cái kháng ý môn này. Mày thấy không? Nó vô rồi, bây giờ nó nối tiếp này, nó cũng là lộ ý. Thấy rõ chưa? Vì vậy nó vẫn đi vào trong cái hoạt động của tâm mà thôi, không thể đi khác ra. Không thể đi khác ra. Vì vậy những cái gì chúng ta tạo tác ra tạo bằng tâm. Và trong cái giờ cận tử thì chúng ta tiếp nhận bằng tâm. Vì rồi cuối cùng nó cũng đi vào trong cái lỗi, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Thành ra chúng ta nhìn đây, khi mà chúng ta nói cái lộ cận tử còn tục sinh mà nó thông qua cái ngũ môn đó, thì nó đi bằng 4 cái lộ. Thì ở cái lộ ý cận tử nó đi 4 cái lộ, thì chúng ta nhìn cái sự sắp xếp nó giống nhau. Ở đây nó cũng là động lực tử tâm của lộ ngũ, thì đây lộ ý cận tử cũng động lực tử tâm. Cái thứ hai, động lực hộ kiếp tử tâm trên lộ ngũ, thì dưới này cũng động lực hộ kiếp tử tâm trong lộ ý. Cái thứ ba là động lực tâm mó tử tâm, thì ở phần lộ ý vẫn là động lực
tâm mót và tử tâm. Và cái cuối cùng là ở cái lộ ngũ thì nó là động lực, tâm mót, hộ kiếp, tử tâm. Thì nơi lộ ý cũng động lực, tâm mót, hộ kiếp và tử tâm. Thì thấy chưa? Bởi vì cho nên chúng ta mới hiểu là tại sao, ủa, đây là lộ ngũ, đây là lộ ý, mà tại sao bốn cái lộ nó vẫn có cái cách sắp xếp của nó là tương tự như nha. Nó không phải giống hẳn mà nó tương tự nhau, cái cách thức của nó. Và chính vì vậy nó mới là cái luật, hiểu không? Cái tính quy luật của nó là nó nằm ở chỗ nó diễn ra có nguyên tắc. Và tất cả những cái chúng sinh mà khi mà chết rồi còn tục sinh, hiểu không? Mà nằm trong cái cõi dục thì cái công thức này đều áp dụng hết. Chúng ta là người hay là súc sinh cũng vậy, nó đi trong cái quy tắc này. Như vậy lần trước chúng ta học cái phần động lực và tử tâm, thì bây giờ hôm nay sư cô sẽ trình bày lại một lần nữa, để rồi từ cái động lực tử tâm này đó chúng ta sẽ xen vào hộ kiếp, xen vào tâm mót, xen vào hai phần mót và hộ kiếp, thì chúng ta nắm được, tức là một cái thôi chúng ta sẽ nắm được bốn cái từ khi đã xen vào. Thì như lần trước sư cô có giảng cho quý vị đó, khi mà nó xen vào cái hộ kiếp này đó thì gì á, chúng ta nhắc lại nha, vì chúng ta hiểu rằng đó là khi cái tâm chúng ta nó sinh ra nó có một sát na thì nó mất cái sự sống của cái tâm, nó sinh ra đây là sát na sinh, sát na tử, hay còn diệt, tử này có nghĩa là diệt. Và nơi đây đó nó có tiếng, nó có vị, tức là cái nguyên tí của nó nằm đây, nó nằm trong cái luật gọi là luật tứ tướng, tức là sinh tiếng vị diệt, nó nằm đây tâm chúng ta. Và kể cả sắc pháp nó cũng nằm trong cái luật sinh tiếng vị diệt. Và cái này nè, khi người ta tóm tắt lại đó, cái chỗ tiếng với vị này đó, khi tóm tắt lại nó thành chữ trụ. Cho nên người ta nói là sinh trụ diệt cũng được, mà nói là sinh tiếng vị diệt cũng được, mà nói sinh diệt cũng được. Thì thấy cái cách nói không? Nói đầy đủ là sinh tiếng vị diệt, tức là có sinh đi, có sinh ra, có phát triển, có biến đổi hay là biến hoại, rồi sau đó là kết thúc. Nói ngắn nói dài vậy đầy đủ hết. Thì như vậy đó, đối với tâm thì đây là một sát na tâm. Và cái sát na tâm này diệt thì nó làm duyên cho cái sát na kế tiếp. Đó, nói về tâm, cái cách của tâm nó đi như thế. Còn riêng đó mà nói về sắc, sắc pháp, sắc pháp thì con đường sinh tiếng vị diệt cũng vậy, nhưng nó kéo dài 17 sát na. Vậy đây là tâm, đây là sắc pháp. Cái này nó sống một sát na, cái này nó sống 17 sát na. Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ đó, tâm á, sẽ đi thành chuỗi như thế này. Thì nó sinh rồi nó diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt, rồi nó tiếp tục sinh diệt tiếp theo. Còn cái sắc pháp này đó là khi nó sinh ra ở trong một cái tiểu sắc na sinh, rồi tới cái tiểu sắc na dị của nó đây, thì nó tiếp tục nó sinh ra như vậy đó. Mỗi lần nó sinh ra, ví dụ như là nghiệp, sắc pháp do nghiệp sinh ra, thì nó có thể sinh ra rất là nhiều những cái nhóm sắc pháp của nó, và nó có thể tính hàng ngàn, rồi nó tích lũy đó. Cho nên thân chúng ta có một khối, và nó phát triển có kích thước đàng hoàng. Trong khi tâm nó sinh diệt cực nhanh, nhưng nó đi từng chuỗi, nó sinh tới đó, nó diệt tới đó. Cho nên nó không tích tụ lại thành một cái khối, cho nên chúng ta không thấy tâm, nhưng ta thấy con đường đi của tâm. Con đường đi của tâm qua lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà thân chúng ta từ lúc tinh cha khuyết mẹ cực nhỏ như thế này, mà nó cứ mỗi lần đó
nghiệp sinh sắc pháp, tâm sinh sắc pháp, dưỡng tố tức là vật thực sinh sắc pháp và thời tiết sinh sắc pháp, thì nó sinh hàng ngàn nó sinh, nó tích lũy lại rồi nó làm thành cái khối, nó làm thành một cái hệ thống. Nhưng mà khi nó chết á thì nó có hai cái mà trong cái từ ngữ thông thường ta nói rất đúng đó, mạng căn đã đoạn rồi. Thì cái chữ mạng căn đó nó có hai loại. Ở đây chúng ta thấy chỗ này nè, nó gọi là sắc, danh mạng quyền. Và ở dưới này nè, nó có cái sắc mạng quyền. Chữ mạng quyền đó. Thấy không nè. Đâu rồi đi. Sắc vật thực, sắc hư không, sắc mạng quyền đây. Ở đây mình dùng chữ mạng quyền hay mạng căn đồ đều giống nhau hết. Hai cái chữ này, quyền hay căn đây. Thì cái khi mà chết á thì cái danh mạng quyền nè và cái sắc mạng quyền này, hai cái này đó nó dứt cùng một lúc. Như vậy khi cái tâm tử ở chỗ này, tử đây, khi nó nói là chết thì cái mạng quyền và mạng căn nó kết thúc cùng một lúc. Mặc dầu đó là trên cái thực tế đó, thì chúng ta thấy nó đi, cái này nó bằng 17 sát na. 17 sát na thì cái hộ kiếp nó xuất hiện ở đây là bởi vì cái khi mà cái con đường mà của cái tâm á nó suy yếu lần cho đến khi đi đến tử, thì ở đây đó cái sắc mạng quyền đó nó sinh suốt đời chúng ta. Thì bây giờ cái lúc này gần yếu á, thì cái khi mà nó chết á, thì thí dụ như bây giờ cái phần mà sắc vật thực chẳng hạn, thì nó sinh rồi nó không tái lại nữa. Tức là cái lúc mà nó sinh ra, cái lúc mà cái vật thực nó còn á, ăn uống thì nó sanh ra nữa. Nhưng mà khi gần cuối rồi đó thì những cái đó nó diệt chứ nó không sanh. Mà nó diệt kịp lúc á, bởi vì nó diệt dần dần trên đường nó đi, nó từng nhóm sắc pháp nó bị diệt lần. Mà nếu như cái giờ cuối nó còn ba nhóm, nó tới đây nè, tới cái điểm này, điểm tử đây, thì cái con đường nó đây mà nó còn ba nhóm, thì cái sắc mạng quyền và cái danh mạng quyền nó sẽ kết thúc cùng một lúc. Còn nếu như tới đây mà những cái phần sắc pháp nó còn mạnh quá, nó chưa có chết được đó, thì cái tâm hộ kiếp nó khởi sanh lên. Cái tâm hộ kiếp nó khởi sanh lên để chi? Để cái danh mạng quyền này nó trợ cho sắc mạng quyền, cho nó đầy đủ, nó cân bằng được, để khi cái tâm tử khởi sanh thì danh mạng quyền và sắc mạng quyền chấm dứt một lúc. Như vậy cái nhiệm vụ về sắc pháp và nhiệm vụ về danh pháp nó kết thúc cùng một lúc. Cho nên á, cái khi mà cái lộ cận tử này nó xảy ra, nó phải có hộ kiếp. Có những trường hợp đi rất nhanh, có những cái trường hợp nó phải chậm lại. Nó chậm lại là bởi vì đó cái sắc pháp á, nó không có diệt cùng một lúc, cho nên là cái tâm nó phải khởi sanh lên, mà nó chỉ khởi sanh cái hộ kiếp thôi, để mà nó giúp cho cái sắc mạng quyền đó nó có thời gian để nó diệt cho kịp lúc với danh mạng quyền. Cho nên đến khi mà nó tử đó thì là cái thân và cái tâm, mà cái điểm đỉnh điểm của nó là cái sắc mạng quyền và cái danh mạng quyền này, nó chết cùng một lúc. Bởi vì như thế này nè, chúng ta có rất nhiều nhóm sắc pháp chúng ta học rồi, nhưng mà cái khi nào đó mà cái sắc mạng quyền nó còn tồn tại đó, thì những nhóm sắc pháp nó có thể hoại, nhưng cái chúng sanh này nó chưa chết. Thí dụ như bây giờ nha, cái nhóm sắc pháp mà nó thuộc về cái con mắt đây, thì cái người này đó bị tai nạn, có thể là hai con mắt không còn sử dụng được, hoặc là hai con mắt đã đem ra rồi nhưng người này không chết, bởi vì danh mạng quyền và sắc mạng quyền còn. Nhưng mà những nhóm sắc pháp chắc có thể chết trước, mà cái người này chưa chết là bởi vì cái danh mạng quyền và sắc mạng quyền còn tồn tại. Nhưng mà khi danh mạng quyền và sắc mạng quyền chấm dứt rồi thì những phần khác có mạnh mấy nữa cũng phải chết. Cho nên những người mà chết bất đắc kỳ tử, gì thấy không?
thì cái danh mạng quyền và cái sắc mạng quyền nó bị tấn công cực mạnh, cho nên đoạn ngang đó, mà trong khi những bộ phận khác vẫn còn tốt, vẫn còn sử dụng được. Người ta mới nói là mạng căn đã gọi như là đoạn lìa rồi, thì chết là sắc mạng quyền và danh mạng quyền chấm dứt cái sự sống của mình. Bây giờ chúng ta nói lại cái động lực với cái tử tâm này, thì vì theo cái lộ ý thì chúng ta sẽ thấy thế này: hộ kiếp nó trôi chảy về, thì đây là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua, đây là hộ kiếp rúng động, đây là hộ kiếp dứt dòng, thấy không? Thì đây nó sẽ đi vào cái kháng ý môn, và đây là động tốc, nó năm cái động tốc. Năm cái động tốc này rồi xong nó đi liền với cái tâm tử. Và đây tục sinh tái sanh đây, vì thấy không có gián đoạn. Và nơi đây nè, cái tử này đây đó, thì có nghĩa là cái mạng quyền hay là mạng căn, danh mạng quyền hay danh mạng căn và sắc mạng căn kết thúc cùng một lúc ở đây, mà mình nói vắn tắt là mạng căn đã chấm dứt rồi thì cái chết khởi sanh. Thì cái giai đoạn này đây, năm cái động tốc đây, nó bắt cái cảnh của cận tử nghiệp đây. Thì cái hình ảnh của cận tử nghiệp đó, nó in hình qua đây, và đồng thời nó cũng in hình qua đây. Thì thấy nè, in hình qua đây. Thành ra trong cái kiếp sống mới này nè, những cái hình ảnh mà bắt được trong cái lúc cận tử nó nằm ở đây. Và như vậy, nó sẽ kéo dài hết cái kiếp sống này. Nó chở cái tiền kiếp sang đây. Đi. Thì khi nó bắt cái cảnh đó đó, thì cái dòng sống của nó này, nó theo trong cái kiếp sống mới mà nó tục sanh đây. Và khi mà chúng ta tái sanh làm người đó, thì cái phần thiện chúng ta chiếm lớn này. Nhưng mà cái phần bất thiện này không phải nó mất, mà nó chở đi trong cái gì? Nó chở đi trong sở hữu tượng. Và tất cả là những cái này nè, nằm ở đâu? Nằm trong cái phần mà nó sẽ tiếp tục ở đây. Nó là hộ kiếp. Đây, nó tiếp tục đây. Nó kéo đi trong cái cuộc sống của mình. Cho nên cái phần này chúng ta vẫn tái lập lại như trước. Đó là khi cái phần mà động lực này đó, tử tâm xong, thì nó sẽ là cái tâm tục sinh. Tâm tục sinh rồi chúng ta thấy này, tục sinh này nó sẽ biến thành hộ kiếp. Đây là hộ kiếp. Nó kéo dài 14 hộ kiếp. Như vậy có một sát na tục sinh, tức là cái thần thức nó nối kết giữa tinh cha quyết mẹ xong, thì cái tâm tục sinh này nó nuôi dưỡng cái kiếp sống mới trong 14 sát na. Rồi nó lại tiếp tục cái hộ kiếp, mà nó là hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng. Hộ kiếp dứt dòng. Rồi xong á, nó lại tới động tốc. Nó lại năm cái động tốc. Năm cái động tốc. Rồi tiếp theo nó lại là hộ kiếp. Thì chúng ta thấy này, nó tục sinh xong nha, nó 14 cái hộ kiếp, tức là cái sự sống của tâm thức này nó kéo dài trong 14 cái. Xong nó lại bị rúng động, nó là dứt dòng. Rồi nó lại là
cái phần mà gọi là động tóc nó phát sanh. Thì quý vị thấy cái sự sống của nó chưa? Cho nên đó, khi cái người mẹ về mặt ăn uống, về mặt suy nghĩ, bao giờ cũng có tác động tới cái thai bào cả. Mặc dù nó có chút xíu vậy thôi. Cho nên khi cái người mẹ có thai mà vui mừng tiếp nhận cái đứa con của mình, rồi suy nghĩ sắp đặt cho nó tất cả sự tốt đẹp, đứa con trai đặt tên gì, đứa con gái đặt tên gì, và mình sẽ nuôi con mình ra sao, sắm áo sắm quần cho nó, sắm te sữa cho nó, sắm nôi cho nó, sắm đủ thứ cho nó. Còn nghĩ tới những cái bài hát ru cho con ngủ, sẽ kể con nghe cái chuyện gì, thì tất cả những gì tốt đẹp của cái người mẹ nghĩ đến á đều tác động vào đây nè, tiếp nhận được hết. Còn nếu người mẹ hốt hoảng rồi có thai bây giờ là không được, là nó không phù hợp rồi, bây giờ phải làm sao đây, thì sự lo lắng, sự bức xúc, sự bồn chồn này, hay là bỏ thai đi, nó vô rồi, in hình rồi, và nó đâu có kéo dài một sát na. Cái niềm vui của một cái người mẹ khi có con, người cha khi có con, ông bà khi có cháu, là một cái niềm vui, là một cái năng lượng lành rất lớn để mà nuôi dưỡng về mặt tâm linh cũng như là cái sức khỏe của thai bào, sự phát triển của thai bào. Còn ngược lại, ai cũng muốn giết nó, vẫn ảnh hưởng ở đây. Và nó vẫn nối được tất cả những cái quan trái của nó từ nhiều phía. Bởi vì những cái năng lượng nó đưa đến, và nó tiếp nhận được đây, tiếp nhận được hết. Vừa rồi sư cô đi giảng, sư cô gặp một cái cô đó, cô dẫn con bé tới. Bé 7-8 tuổi thôi. Thì cô ấy nói này, cô ấy nói là khi sư cô nói là cái trong thai bào đứa nhỏ nó tiếp nhận bằng cái làn sóng não đó. Thì khi mà nó được sanh ra và nó lớn lên đó, những cái dấu ấn nó ghi lại. Thành ra khi mà cha hay mẹ nó cưng chiều nó, thương nó thì không nói làm gì. Nhưng mà bắt đầu mà có cái thái độ cứng rắn hoặc khó chịu, bực bội với nó thì cái phản ứng của nó mạnh mẽ lắm. Thì cô nói là chính xác như vậy. Tại vì lúc mà cô có thai đó thì chồng cô mới nói rằng là bây giờ như vậy thì quá khó khăn, mình có nên giữ hay không. Thì hai vợ chồng nói qua nói lại thì, nhưng mà cuối cùng thì cô giữ. Bây giờ sanh ra nó y vậy. Và những khi nó hung tợn á, rồi cô chụp hình nó. Và những khi nó dễ thương chụp hình nó, thì cô mới nói con coi hai cái hình này con chọn cái nào. Nó nói con không chọn gì cả, con là như vậy đó. Con không có chọn gì hết, con là như vậy. Rất lì, rất là phản kháng. Cho nên khi mà chúng ta đọc những cái vụ án mạng mà những người tội phạm mà tôi gọi là máu lạnh đó, thì ta đều nói về cái hoàn cảnh của đứa nhỏ ra đời. Người ta chỉ nói trong lúc nó ra đời được cha mẹ nó nuôi dưỡng như thế nào, cái hoàn cảnh đó thôi, nhưng người ta chưa nói cái đoạn trong thai bào. Một đứa trẻ thiếu phước nó có thể bị từ lúc thai bào cho đến lúc cái hoàn cảnh nó đưa lên, thì tất cả những cái này là những ấn tượng khó phải. Sư cô có đọc một cái câu chuyện thật về một cái người mà bị cái án tử. Thì cái người này mới kể lại thế này. Cái lúc còn nhỏ đi vào trường học đó, học con không biết lớp mấy đó, lớp 5, lớp 6 gì đó, thì có một cái đứa bạn ở trong lớp đó, nó làm anh chị bự, nó biểu phải đưa tiền ăn sáng cho nó, không thì nó đánh. Thì cái thằng nhỏ này nó khó khăn mà, nhà nó khó khăn đâu phải dễ gì, nó có đồng bạc trong túi, thành ra nó nhất định nó không có đưa. Thì thằng kia mới đánh nó đổ mang. Thì nó chạy về, nó mới khóc với ba nó.
nó mới nói cái nội vụ ra. Thì ba của nó đó dẫn nó ra làm sao, ông rút cái cây dao ra, ông nói tự giải quyết lại. Ông không có băng bó cho nó và cũng không nói tiếng nào, rút cái dao đưa nói tự giải quyết lại. Thì nó cầm cái dao đó, nó chạy trở về trường, nó kiếm cái thằng đó và nó nói tao chém mày. Rồi nó chém cái thằng đó, thằng đó chạy dột. Nhưng kể từ cái giờ phút đó bắt đầu cho đến sau này đó, thì nó luôn luôn sử dụng cái đó trong cái phản ứng của nó, cho đến khi nó trở thành tử tội thì tuổi nó mới ngoài 30. Và khi mà nó ở trong cái trại giam tử tội đó, thì bao giờ là những cái tử tội đó ở cả một số nước đó thì người ta không có thi hành cái bản án ngay, mà có khi người ta giam tới 10 năm hay hơn 10 năm. Lý do rất là nhân đạo, là người ta cũng muốn cho đó có một cái cơ hội nào đó, có một cái yếu tố, cái điều kiện nào đó mà người ta có thể đưa ra được, hay bản thân cái người đó, hay gia đình bạn bè của người đó có thể đưa ra được để giảm án cho người đó. Thì trong cái thời gian đó đó, thì có những cái công việc mà người ta muốn cho những người tử tội này tham gia để cho nó bớt căng thẳng. Thì trong trại, trong cái trại đó có những cái chỗ người ta nuôi con vật và người ta làm thịt những cái con vật này để cung cấp cho những cái trại tù khác. Thì có những người làm trong cái trại tù đó thì được ưu tiên, tức là khi mà ta làm trong những cái trại sản xuất thì được ưu tiên về ăn uống, thực phẩm và một cái chút tự do nào đó. Thì cái người này nè là cái người mà chọn cái công việc á là ở trong cái lò sát sanh. Và cái người này chỉ có cái việc thế này, là đây là một cái phòng mà cái con bò hay là con vật gì người ta giết á thì nó đi vô. Thì ông này đó có một cái bệ cao giống như cái bệ sân khấu vậy đó. Đứng ở trên đó thì cầm cái cây súng, không biết cây súng điện cái gì đó, là nhắm ngay nó mà bắn thôi chứ không có cái gì khác hơn cả. Thì cái việc đó đó thì ông làm hàng ngày. Thì cái việc mà nó xảy ra đó là tất cả những con vật đó khi mà đẩy nó vào khỏi cái phòng, nó bước chung vô đó thì con nào cũng hoảng loạn, con nào cũng thối lui cả, và con nào cũng dữ dằn lên hết. Bởi vì trước cái chết của nó thì cái phản ứng của nó là cái phản ứng hốt hoảng, nó khủng khiếp xảy ra, sợ hãi vô cùng. Nhưng mà sáng hôm đó thì có một con bò nó đi vô, nó đi rất là thong thả và nó không có khủng hoảng, mà nó nhìn vào mặt cái người cầm cái cây súng bắn đó thầy. Nó nhìn trân trân. Thì cái người này cũng nhìn nó trân trân thế này. Thì một con mắt phía bên đây đó, nó ngấn lệ rồi nó tuôn xuống. Rồi một con mắt ở bên đây ngấn lệ và tuôn xuống. Thì khi cái người này trông thấy vậy là quá khủng khiếp. Và bỏ cái cây súng nó đi ra ngoài. Mới nói rằng tôi chấp nhận tử hình ngay lập tức, chứ không thể bắn con vật này. Và tôi cũng bảo vệ cho nó tới cùng là không giết nó. Và kể từ đó là người này không ăn một miếng thịt nào cả, để cho coi như chấp nhận làm công việc gì vất vả cực khổ mấy cũng được, nhưng mà không làm trong cái chỗ mà giết hại cái súc sinh đó, và đồng thời cũng không ăn bất cứ một miếng thịt nào cả. Chúng ta nhìn vậy để thấy cái gì? Thấy trong cái lúc mà người ta ở trong cái thai bào cho đến lúc mà ta sinh ra, cái sự bất hạnh đó nó làm nên cái sự đau khổ khủng hoảng, thì những cái pháp này nó tăng lên. Nhưng mà khi có điều kiện đó thì những cái pháp thiện này nó vẫn có thể tăng lên được. Đó. Là sư cô nói là pháp thiện, pháp bất thiện duyên với pháp thiện. Thì thấy chưa? Thì với cái ấn tượng này, cái người tử tù này khi ra pháp trường thì có cái khả năng là con đường tái sanh người này không tâm tối. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này để làm gì? Để hiểu ra rằng nó từ trong cái thai bào cho đến khi chúng ta lớn lên trong giữa cái đời này mà chúng ta được hưởng cái sự ấm áp,
cái thuận tiện, thuận lợi chúng ta tất cả là không phải cha mẹ chúng ta cho, cũng không phải ai cho, mà đó chính là những cái pháp thiện đó trổ quả trong đời chúng ta. Còn những cái bất hạnh này cũng do mình. Chúng ta hiểu vậy để gì? Để chúng ta sửa đổi, chứ không phải để oán trách, cũng không phải hận đời, cũng không phải hận người, để mà chúng ta tạo thêm ác nghiệp cho mình. Mà chúng ta hiểu rõ để biết rằng chính mình đã sai, bây giờ mình phải sửa đổi. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta lại phải tu tập. Và như vậy những cái phần sau đó thì nó cũng giống như ở trên. Đây là trong một cái bài kinh mà sư cô muốn rút ngắn cái thời gian để nói cho quý vị. Bởi vì sau này những cái công thức này chúng ta sẽ còn lặp lại. Và cái đó thì sư cô giải thích những điểm chính nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ còn lặp lại. Thì trong cái bài kinh gọi là Maha Vedana Sutta thì nó có một cái đoạn mà nói về cái chết như thế này. Cái kinh này nó nằm trong trung bộ kinh. Này hiền đệ, người chết rồi thì thân hành là hơi thở vô, hơi thở ra bị diệt. Khẩu hành là sở hữu tầm, sở hữu tứ cũng bị diệt. Ý hành là sở hữu thọ, sở hữu tưởng cũng bị diệt. Hết tuổi thọ không còn hơi ấm, các tịnh sắc đều bị tan rã. Đây là cái phần dẫn chứng trong kinh. Sư cô sẽ ghi lại và giải thích cho quý vị hiểu. Giờ xin xóa bên này nha. Người chết rồi thì thân hành, khẩu hành, ý hành. Chúng ta sống đây là thân hành, khẩu hành và ý hành. Hành tức là hoạt động, tức là tạo tác. Ý tạo tác, khẩu tạo tác, thân tạo tác. Thì khi chúng ta chết rồi thì khẩu hành, ý hành, thân hành nó sẽ ra sao? Đây là câu trả lời trong cái bài kinh. Bài kinh này gọi là bài kinh Maha Vedana Sutta. Người chết rồi thì thân hành, hơi thở vô, hơi thở ra, bị diệt. Hơi thở vô, hơi thở ra, bị diệt. Khẩu hành là sở hữu tâm, sở hữu tứ cũng bị diệt. Ý hành là sở hữu thọ, sở hữu tưởng bị diệt. Đây là nói về cái chết rồi. Hết tuổi thọ không còn hơi ấm, các tịnh sắc đều bị tan rã. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vắn tắt đây. Vậy xin lặp lại nha. Chúng ta sống thì có nghĩa là thân hành, khẩu hành, ý hành. Con đường tạo tác của nghiệp cũng thông qua sự suy nghĩ của mình, thông qua cái nói năng của mình, thông qua cái ứng xử của mình. Như vậy khi mà nó chấm dứt một kiếp sống thì thân hành, khẩu hành, ý hành ra sao? Thân hành là hơi thở. Thân đây tức là thuộc về sắc pháp đây. Thì trong cái sắc pháp này đó, lấy cái hơi thở là cái phong đại này. Nghe thấy không? Sắc pháp thì lấy 8 cái sắc bất ly, thì trong đó tứ đại làm căn bản. Thì vậy đó, cái hơi thở ra vô bị diệt. Thì vậy khi chết á, thì cái hơi thở kết thúc. Nó vô,
xong đi ra và không bao giờ trở lại. Cái sự sống của chúng ta là hơi thở vô, ra, vô, ra. Nhưng khi nó vô, khi nó vô rồi, nó ra, nó không bao giờ trở lại nữa, là chết. Và khi hơi thở vô, hơi thở ra, rồi lại vô, ra, tiếp tục vậy. Nó chuyên chở hai thứ. Một cái thứ là nó hiển lộ cái hoạt động của sắc pháp. Một cái thứ thứ hai là nó hiển lộ cái hoạt động của tâm pháp. Cho nên cái hơi thở ngắn hay hơi thở dài, hơi thở điều hòa hay hơi thở hỗn loạn, nó đều biểu hiện hai thứ. Thứ nhất là sức khỏe, cái thứ hai là cái tâm của mình an ổn hay bất an. Vì vậy mà khi hành thiền đó, mà chúng ta quan sát hơi thở vô và hơi thở ra. Nhớ cái chỗ này chút xíu. Là có người nói á, khi mà mình hành thiền đó, là mình hít vô mình thở ra. Thưa quý vị, không phải bắt bẻ cái từ ngữ, nhưng mà nói như vậy thì nó khó mà hành thiền lắm. Cái hơi thở vô hay hơi thở ra, nó là sự sống của thân và tâm. Đó là một cái hoạt động, nó tự nhiên. Cái hoạt động, nó gọi là, nó hoạt động mang cái tính chất tự động của nó. Thì bây giờ cái hành thiền là chúng ta phải quan sát để thấy cái hơi thở vô, hơi thở ra này. Còn nếu chúng ta nói hít vô, thở ra là chúng ta hít vào, chúng ta thở ra, vào thở ra, thì cái đó là không phải cái tự nhiên của nó, không phải cái sự hiển lộ tự nhiên của nó, mà nó có sự can thiệp của ý muốn mình, thì nó không phải là hành thiền. Nó không có thấy được cái sự thật. Cái sự thật là cái hơi thở vô và hơi thở ra này, nó hoạt động mang tính chất quy luật của nó. Thân thể khỏe mạnh, nó thở khác. Cái tâm yên ổn, nó thở khác. Thành ra phải để nó làm đúng cái sinh hoạt của nó, thì chúng ta quan sát, chúng ta mới thấy được hoạt động của thân và tâm. Còn bây giờ tự mình hít vô thở ra thì mình đã can thiệp, thì mình không thể thấy rõ. Chị nhớ cái chỗ này chưa? Thành ra cái chết có nghĩa là cái hơi thở vô ra này đó không còn hoạt động nữa. Được chưa? Nó vô, nó ra, nó hắt hơi cái là xong, không hoạt động nữa. Như vậy cái phần mà nó gọi là cái hơi thở vô, hơi thở ra này là cái tứ đại của nó. Lần trước sư cô nói là tứ đại nó hoạt động cùng một lúc, nó sinh cùng một lúc và nó diệt cùng một lúc. Ở đây chúng ta nói một cái mà thôi, vì nó đi một chùm mà, nói một cái thôi. Thì hơi thở ra vô nó chấm dứt, thì có nghĩa là sự sống đã kết thúc rồi. Hơi thở quan trọng nhất. Điểm số 1. Nhưng đời sống chúng ta đó, vì cái cảm thọ thuộc về dục lạc đó, chúng ta không đi theo hơi thở, mà chúng ta đi theo cái miệng của mình. Miệng mình nó có một khúc và cái phần lưỡi ở đây thôi, mà chúng ta nô lệ nó rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa, chúng ta nô lệ vào cái thân xúc chạm này nhiều, chứ chúng ta không để ý đến hơi thở. Trong khi chúng ta nhìn á, cái hai cái phần này, khẩu hành và ý hành. Cái khẩu hành người ta nói tiêu biểu, hai cái nổi bật của nó là sở hữu tầm và sở hữu tưởng bị diệt. Bởi vì khi mà chúng ta nói đó, khi chúng ta nói được, chúng ta không bị câm, không bị á khẩu. Là bởi vì thế này, đây là cái đối tượng. Đây là sở hữu tác ý. Đây là sở hữu tầm. Đây là sở hữu tứ. Tác ý là chúng ta hướng đến đối tượng. Tầm là chúng ta tìm đến đối tượng.
và tứ là chúng ta đi sâu vào đối tượng. Và khi những cái sở hữu này nó hoạt động mạnh với đối tượng thì chúng ta đây đó mới có thể là từ cái lộ ngữ nó sẽ nối tiếp bằng cái lộ ý để chúng ta có thể định nghĩa, định danh, và đồng thời chúng ta mới phát ra những cái từ ngữ để chúng ta miêu tả nó được. Còn khi những cái hoạt động thuộc về tầm tứ này nó không có hoạt động được thì nó coi như nó bị cắt ngang đây, thì nó có thấy đối tượng là thấy mà không nói. Và lần trước trong cái lớp này sư cô cũng nói là khi mà vợ của ông thái tử người Nhật đó, bây giờ đã là hoàng hậu rồi, thì có một thời gian bà bị á khẩu 6 tháng, không nói được tiếng nào hết, bởi vì trầm cảm. Thì có nghĩa rằng trong cái lúc đó, cái sở hữu tầm và sở hữu tứ này nó hoạt động không nổi. Tức là nơi cái tâm của người này nó chán nản cho đến độ đó, nhìn thấy bất cứ cái gì cũng không có muốn dính dáng tới. Một cách ly ra hết toàn bộ, cách ly hết tất cả các cái đối tượng. Tách ra. Trên á khẩu. Và chính thái tử là cái người mới nói ra được cái này. Bằng cái tình thân thương, bằng cái sự dỗ về, bằng cái sự gợi ý, để làm cho cái sự sống được hồi sinh. Thì người này sau này mới nói lại, nó không nói á khẩu. Bởi vì nó cái tác ý này nó không làm gì, cái tầm nó không tìm đến, cái tứ nó không đi thì nó không có nói gì hết, nín thinh, cách ly hết, không hoạt động. Thì cái này nó á khẩu, nhưng mà khi chết á thì cái khẩu hành này á nó dứt điểm luôn, chứ không phải là á khẩu. Nên quý vị thấy người ta nói là gần chết rồi á khẩu muốn nói không được, nhưng mà lúc đó nó có nhiều cái nguyên do lắm. Trong đó nó có cái hoạt động về địa đại, nó làm cứng tất cả các cơ. Nhưng về mặt tâm thì cái con đường của sở hữu tầm, sở hữu tứ này không hoạt động. Mà trước đó là cái sở hữu tác ý nó không hướng tới một cái gì nữa cả, bởi vì nó quá mệt mỏi. Thành ra là tới đây nó cắt. Thì cái sự sống cũng kết thúc do cái này nó không còn tìm tới nữa. Cho nên cái người bị á khẩu là bởi vì tất cả những cái đối tượng trong cái đời sống này bây giờ nó làm thành cái sự ủ dột, nó sự mệt mỏi, nó cái sự chán chường, không còn thiết tha gì nữa. Nên người ta kết thúc. Mà trong khi những cái phần khác vẫn còn sống, cho nên gọi nó là á khẩu. Cái á khẩu của người sắp chết á, nó sẽ đi đến tới cái chỗ mà nó không còn có thể phục hồi được. Á khẩu. Bây giờ tới ý hành, sở hữu thọ và sở hữu tưởng, nó cũng bị diệt. Thì như chúng ta biết đó, cái sự sống của chúng ta đó, nó nổi bật, nó nằm trong cái cảm thọ, nổi bật nằm trong cái tưởng. Vì cái tưởng này đó, nó còn có một cái nghĩa là suy nghĩ. Khi mình còn sống thì cái đầu mình còn nghĩ cái này, nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ, nhớ tới, nhớ lui, tưởng cái này, tưởng cái nọ, ngẫm nghĩ điều này, ngẫm nghĩ điều khác. Nhưng bây giờ nó đứng chững lại rồi. Và cái thọ này là những cảm thọ lạc, những cảm thọ khổ, những cảm thọ xả. Còn bây giờ nó ngưng luôn rồi, quỷ hoại luôn rồi, không còn gì hết. Nó kết thúc cùng với một cái trạng thái tử ở đây. Chết rồi. Cắt đứt. Cái dòng cảm thọ bị cắt đứt. Khi mà chúng ta còn sống đó, chúng ta nhận ra cái điều này. Tất cả cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, nó vẫn tiến tới trong cái hoạt động sinh diệt của nó có cái nhịp nghỉ. Hiểu như thế để làm gì? Hiểu như thế để chúng ta hiểu rằng
không có cái đau khổ nào mà nó đưa lên cái tột đỉnh để nó kết thúc đời mình cả. Nó đều là sự sinh diệt, nhưng do cái tưởng của mình đó, mình đã thúc đẩy những cái cảm xúc đó, nó càng ngày nó càng mãnh liệt lên. Và chính sự mãnh liệt đó nó cắt đứt sự sống của mình, chứ không phải ai hết. Còn nếu mình nhận thấy rõ nó sinh diệt thì mình hiểu rằng tất cả đều có thể thay đổi. Cảm thọ khổ, cảm thọ ưu cũng thay đổi, mà cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc cũng thay đổi. Nên quý vị nhìn đây, khi cái người tu tập mà thành tựu rồi thì người ta không phải thành tựu cái hỷ lạc ở trong tâm, mà người ta thành tựu một cái sự yên ổn ở trong tâm. Không có hỷ lạc, cũng không có khổ ưu, mà nó là sự bình yên, nó là sự sáng suốt, nó là sự nhẹ nhàng, nó không có những cái cảm thọ đó. Tại đó khi cái chết mà phải chấm dứt cái thọ và cái tưởng này thì nó cũng vẫn nằm trong cái bình thường chúng ta thấy, chỉ có cái bây giờ nó mạnh hơn thôi. Và chúng ta hiểu cái luật sinh diệt của nó, nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến đổi như thế này, để hiểu rằng không có gì đưa đến tuyệt vọng, và cũng không có gì đưa đến đỉnh điểm của dục lạc cả. Tất cả đều nằm trong cái tưởng của mình, chỉ có khi trí tuệ của mình soi sáng xuống thì mình mới biết đây là hoạt động của thọ và tưởng trong tâm nào mà thôi. Còn khi mình không sáng suốt thì mình bị những cảm thọ lạc, những cảm thọ hỷ, cảm thọ khổ, cảm khổ ưu chi phối mình và làm cho cái tưởng mình nung nấu hơn lên mà thôi. Và tất cả đây chúng ta sống trong cái ảo giác. Đinh Hùng có bốn cái câu thơ thế này trong cái bài thơ Tiếng Sau Tiền Định: thể xác ngày mai dứt hạn kỳ, lìa thân gỗ mục lửa cuồng si, hồn mê vọng tiếng sau thiền định, nhập kiếp mây rừng anh sẽ đi. Thấy không? Thể xác này rồi dứt hạn kỳ. Và khi nó dứt hạn kỳ rồi đó, nó không còn cái hơi thở, nó không còn cái hoạt động của danh pháp là tầm tứ, nó không còn những hoạt động của danh pháp là thọ tưởng, thì nó chỉ là gỗ mục mà thôi. Lìa thân gỗ mục mà lìa luôn cái lửa cuồng si. Nhưng lửa cuồng thi đó chỉ lìa trong cái sát na đó, mà khi con đường tái sanh nó vẫn nối lại. Cho nên là thơ mới nói nè: hồn mê vọng tiếng sau thiền định, tiền định. Cái khi mà tái sanh này nè, cái lửa cuồng si đó nó vẫn còn lại được, và nó nối kết lại, cho nên mới nói là hồn mê vọng tiếng sau thiền định. Tiền định tức là kiếp trước. Cái lửa cuồng si ngỡ đã tắt rồi nhưng nó vẫn nối lại đây. Nhập kiếp mây rừng anh sẽ đi. Vậy quý vị nên thấy người tái sanh làm gì? Làm ma. Ở trong cái khu rừng tâm tối đấy. Bởi vì cái lửa cuồng si nó đã đốt hết một cái cuộc đời rồi, mà ngỡ là chết đã dứt rồi, nhưng mà cái hồn mê nó vẫn nối lại. Và bây giờ vẫn lang thang một kiếp ma mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải hiểu để sáng suốt, để nhìn ra tất cả những cái lửa dục vọng ở trong tâm của mình, khi nó nối kết vào pháp thế gian, nó đốt suốt cuộc đời của chúng ta. Ngỡ chết rồi nó hết nhưng vẫn tiếp tục. Cho nên cái người tự tử vì tình, người tự tử vì công danh sự nghiệp, chính là cái người cuồng si trong tình và cuồng si trong công danh sự nghiệp, chứ không phải là một cái người đã dứt được cái lửa cuồng si đó đâu. Vì nó không đáp ứng được. Và trong lúc tâm tối đó, người ta cắt cái cuộc đời của người ta,
Nhưng cái lửa cuồng si vẫn tiếp tục chảy trong cái kiếp sống ta. Cái tâm tối đó vẫn dẫn dắt chúng ta đi. Nó phải sáng, phải nhận ra. Đây, còn chút xíu nữa. Và như vậy, cái chết được nói rằng là tuổi thọ đã hết. Như vậy chúng ta nhớ trong bốn cái yếu tố mà nó sanh ra cái sắc thân của mình đây. Cái sắc pháp nó nằm trong cái sắc thân của mình đây. Nó có bốn cái yếu tố để sinh ra nó là nghiệp sinh ra sắc pháp, tâm sinh ra sắc pháp, nhiệt độ tức là nhiệt độ sinh ra sắc pháp và cái vật thực sinh ra sắc pháp, bốn yếu tố này. Thì khi mà nói rằng hết cái tuổi thọ có nghĩa rằng cái quả nghiệp trong cái tục sinh tới đó thì cái tục sinh này nè, khi nó tái sanh ở đây thì nó làm cái công việc hộ kiếp cho đến bây giờ thì nhiệm vụ nó chấm dứt, là tâm tự nó chấm dứt, thì có nghĩa là nó đã hết tuổi thọ rồi. Cái quả nghiệp nó định tới đó hết rồi, chấm dứt rồi, hết tuổi thọ, không còn hơi ấm nhiệt độ, hết rồi. Khi nó còn hoạt động về nghiệp, khi nó còn hoạt động về nghề nhiệt độ, khi còn sự sống thì tâm mới hoạt động. Khi tâm tử phát sanh lên, cắt lìa cái dòng sống đó thì không còn cái sự sống nữa. Và tịnh sắc tan rã, tức là lúc đó hệ thần kinh chấm dứt, không còn hoạt động được nữa, tức là nó chết. Vậy thấy không? Cho đến cái giờ chết dẫn nhắc lại sắc thần kinh. Cho nên ai nói rằng đó, thân thể mình là cái tài sản, hãy hưởng nó cho tới tận cùng, xong rồi vất nó đi. Thưa quý vị, nó không có sự tận cùng của nó. Bởi vì tất cả những cái hoạt động trong cơ thể này, và đó là cái mạng lưới của cái đời sống tâm linh, nếu nó bị làm cho suy sụp, bị làm cho muỗi lửa, thì tất cả những cái trạng thái suy sụp và muỗi lửa này, nó lại nằm trong tâm và nó chuyển sang kiếp sống mới. Cho nên có người sanh ra èo uột cho tới chết. Có người sanh ra không biết bệnh là gì, sơ sơ một cái rồi hết. Cho nên đây là cái điều nói, không phải để cho mình sợ, cũng không phải để cho mình quá hối hận, nhưng mình sẽ nhìn rõ cái giới thứ nhất. Khi người phụ nữ phá thai thì cái sức khỏe nó bị kiệt quệ, cái chân khí nó bị hủy hoại, rồi cái cơ thể của nó suy, ớt ớt lạnh lạnh, nó khó chịu, làm một chút là nó mệt, nó làm biến, bệnh một chút nó phục hồi lại không được. Quả của nghiệp sát trổ sanh trong hiện kiếp, và nó sẽ còn đi trong nhiều kiếp nữa, để khi tái sanh ra, chúng ta nhìn đây là cái hệ thần kinh, tức là tịnh sắc căn của nó tan rã hủy hoại, nhưng trước đó nó đã muội lược rồi. Cho nên cái tư tưởng mà chúng ta phá hoại cái cuộc sống của người khác, hủy hoại cuộc sống người khác, là cái ảnh hưởng của nó trước tiên là hủy hoại cái hiện kiếp của mình trước, mà nó sẽ mang đi trong rất là nhiều kiếp. Nếu như bây giờ trong hiện kiếp này chúng ta không hiểu để chúng ta sớm mà sửa đổi, không nhận biết người ta cứ sai. Tại sao khi cô giảng pháp ở đây cũng như bất cứ nơi nào, sư cô đều nói cái điều này? Bởi vì bản thân sư cô đã chứng kiến rất nhiều, chứng kiến rất nhiều, và cũng thấy rằng hiện nay đó, cái tỷ lệ những cái người trẻ mà phá thai nó càng lúc càng trẻ và càng lúc càng tăng. Và người ta đó, ngay cả cái người thầy thuốc đó, cũng chỉ nhìn một cách đơn giản đó, chỉ thấy được cái sắc pháp, không thấy cái tâm pháp. Nói nó có chút xíu vậy nè, nó mới 1-2 tiếng đồng hồ, không nghĩa lý gì hết. Cho nên cái chuyện mà người ta uống cái viên thuốc after morning là cái chuyện không có gì để bàn cãi. Và ở các nước đó, mà khi cái tụi nhỏ nhỏ mà ngày thứ bảy chủ nhật, ngày lễ của nó, mà sáng ra nó đến đó, hoặc tối nó mua cái thuốc đó, mà cái tiệm thuốc Tây đó nói hết một lần thì được, chứ mà hết 3 lần nó thưa ra tòa. Bây giờ thấy người ta giết người không?
Và cái tỷ lệ phá thai của Việt Nam mình á, và cái tỷ lệ uống rượu đó ha, là nó đứng á, coi như là thuộc vào cái hàng top của thế giới. Vì thấy rượu không? Từ mê muội đưa đến tà dâm. Và từ cái quan niệm chỉ là thọ hưởng dục lạc thôi, đưa đến tà dâm, đưa đến ác nghiệp. Và con đường thoái đọa là con đường chắc chắn. Vì chúng ta chỉ nhìn thấy một cái yếu tố thuộc về sắc pháp mà không thấy yếu tố tâm pháp. Sự sống của con người là kết hợp giữa sắc pháp và tâm pháp, nó cùng một lúc với nhau, không có cái nào trước, không có cái nào sau. Nhưng chúng ta cứ nghĩ rằng à, cái thai bào đã mới lớn, nó mới là con người. Không, nó là con người từ khi tinh cha huyết mẹ và hương ấm đã nối kết cùng một lúc với nhau, thì cái người mẹ đã thọ thai cái đứa con. Và đứa con sinh ra trong sát na đó. Cho nên người Việt Nam mình á, có cái hai cái tuổi, tuổi ta và tuổi tây. Tuổi tây là tính từ cái ngày hôm nay má sanh tại nhà bảo sanh. Hôm nay ngày 1 tháng 4 thì giấy khai sanh sanh ra từ 1 tháng 4. Nhưng mà thực chất là 9 tháng 10 ngày trước mình đã sinh ra rồi. Cái sự sinh, sự tử nó đi như thế. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ để làm gì? Để chúng ta đó không có nhầm lẫn. Chúng ta bớt được cái con đường lệch lạc này, con đường tà gian này, con đường ác nghiệp này đó. Tà gian này, ác nghiệp này nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bớt phạm lỗi chừng nào tốt chừng đó. Và tất cả chúng ta chỉ có thể tránh được khi chúng ta hiểu biết và sáng suốt. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều được hiểu biết và sáng suốt cho tới ngày viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.